Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cắt cái mẫu quần ống rộng. Cái mẫu quần này thì phù hợp với cả những cái áo dài cách tân các bạn nhé. Hoặc là các bạn nào mặc áo dài truyền thống mà tà nhỏ thì các bạn cũng có thể mặc cái quần ống rộng này được. Để cắt cái quần ống rộng này thì các bạn nên chuẩn bị cái vải bình thường, để cắt cái quần bình thường là khoảng 1m1. Thì với cái quần ống rộng này thì các bạn nào thấp thì cũng phải cần 1m4 đến 1m5 các bạn nhé. Thì tùy theo cái độ rộng của quần, nếu mà chúng ta mặc cái quần mà nó rộng nhiều thì các bạn sẽ cần vải nhiều hơn. Và hôm nay để cắt cái quần này thì tôi có cái số đo mẫu như sau. Có số đo bụng là 64, mông 90, dài quần là 100. Và cái ống quần ngày hôm nay tôi cắt là ống 40 các bạn nhé. Bây giờ tôi bắt đầu vẽ, các bạn chú ý quan sát. Để cắt cái quần ống rộng này thì chúng ta sẽ cắt từng thân một các bạn nhé. Từng ống một đấy. Thì để tính được cái khoảng cách giữa hai đầu này thì cái phần gấu này thì các bạn tính là bằng cái chiều rộng của ống cộng với đường may nhé. Ống 40 thì các bạn cộng với đường may là khoảng, để các bạn để khoảng 42 phân. Và cái chiều phần bụng này các bạn để hẹp hơn thì sẽ tính là bằng cái số đo của vòng mông này cộng với 7 phân nhé. 1/4 số đo vòng mông sẽ là 22 cộng 7 sẽ khoảng 29 phân các bạn nhé. Là cái đoạn ngang đũng này là được. Rồi trước tiên ta xác định cái chiều dài của quần. Các bạn nhớ là kẻ đường vuông góc với cả cái đường sườn này các bạn nhé. Cái gấu này chúng ta sẽ quận vào thì các bạn để khoảng 1/5. Tiếp theo cái chiều dài bằng số đo là 100 thì các bạn lấy bằng chiều dài. Như vậy là ta đã xác định được chiều dài của quần. Tiếp theo các bạn cũng kẻ cái đường vuông góc với đường vải gấp đôi này. Ta có cái hạ đũng thì sẽ bằng 1/4 số đo vòng mông cộng với cả 6 phân. Mông là 90, 1/4 sẽ là 22 rưỡi, cộng với 6 là 28 rưỡi. Các bạn để 28 rưỡi thì ta xác định được đường hạ đũng. Cái đường ngang đũng này các bạn cũng kẻ vuông góc với đường vải gấp đôi nhé. Tiếp theo là ta sẽ lấy cái ngang mông. Ngang mông thì bằng 1/4 số đo vòng mông cộng với 1. Mông là 22 rưỡi, cộng với 1 sẽ là 23 rưỡi. Cái bụng này thì so với cái mông này nó là chênh lệch nó lớn, thì các bạn sẽ tính là 1/4 số đo vòng bụng là 16. 16 mà cộng với chiết ly là 5 phân sẽ là 21. Cái ly sẽ chiết 5 phân các bạn nhé. Tại vì cái khoảng cách giữa số đo vòng mông với vòng bụng là nó chênh nhau nhiều. Các bạn nối hai điểm này lại với nhau. Và cái đường ngang đũng này các bạn lấy ra 5 phân. Ta kẻ thẳng theo cái đường biên vải các bạn nhé. Kẻ thẳng xuống cái phần gấu này. Và cái phần trong sườn đũng này các bạn giảm lên cho tôi 1 phân. Tại vì cái phần trong này nó là hơi chéo vải, cho nên là chúng ta phải giảm lên đến khi mặc nó mới không bị sệ cái phần ở bên trong xuống. Các bạn đánh cong cái đường vòng đũng của thân trước. Đây là của thân trước các bạn nhé. Của thân sau các bạn lấy ra 2 phân. Lấy thêm ra 2 phân. Và các bạn nối từ cái khoảng cách này khoảng 20 phân. 20 phân nhé. Các bạn đánh thẳng ra cái đường vòng đũng của thân sau. Và các bạn cũng đánh cong. Cái ly này thì các bạn chia đôi cái đoạn bụng này ra. Kẻ xuống khoảng 13 phân. Ta chiết cái ly bụng, cái ly là 5 phân thì các bạn lấy sang mỗi bên là 2 phân rưỡi.
Như vậy là ta đã vẽ xong cái phần thân này. Giờ tôi sẽ cắt cái phần thân này. Cái phần thân này tôi sẽ cắt theo cái đường phấn ngoài là của thân sau các bạn nhé. Cắt ra chừa ra một phân đường may. Cái phần đũng này các bạn cũng chừa ra. Cái phần cạp thì trên này thì sẽ chừa ra hai phân, ở dưới cũng là một phân. Và cái phần cạp này cắt đứt cái phần ly này các bạn đánh cắt check lên nhé. Giờ tôi sẽ cắt cái phần cạp này các bạn cắt phần ly này các bạn đánh vách lên để khi chúng ta chiết ly xuống thì nó sẽ không bị hụt. Và cái phần đũng này các bạn chừa ra hai phân. Như vậy là tôi đã cắt được cái phần thân. Đây là cái phần thân sau các bạn nhé. Cái phần thân trước là nó lui vào trong đây. Thì các bạn sẽ đánh dấu là phần thân trước. Và cái cạp của cái phần thân trước thì các bạn đánh check xuống một phân. Và giảm bớt cái phần cửa quần này xuống để một phân để tra khóa. Như vậy là tôi đã cắt xong được một thân. Cái thân kia các bạn cũng cắt tương tự nhé. Bây giờ ta sẽ cắt cái phần thân còn lại. Bây giờ cái thân còn lại thì các bạn cũng xếp vải tương tự như vậy nhé. Phần trên này nhỏ và cái phần dưới thì cũng là bằng mấy cả cái số đo của ống cộng thêm mấy cả đường may nhé. Giờ tôi sẽ đặt cái phần thân này lên, tôi sang dấu. Các bạn nhớ đặt cho cái canh vải nó được êm nhé, không có mặc lên cái quần nó sẽ bị sọc sạch, nó sẽ không thẳng. Thì các bạn xếp được cái canh vải thẳng và đặt cái thân này lên thì chúng ta sẽ cắt cái phần thân còn lại. Chúng ta sẽ cắt theo cái đường phấn của cái thân ngoài các bạn nhé. Phần cạp này các bạn cũng cắt bằng. Như vậy là tôi đã cắt được hai cái thân. Các bạn sang dấu cái phần ly. Các bạn nhớ sang dấu cái phần ly này cho nó bằng nhau. Cắt được hai cái thân rồi thì các bạn mở ra để ta giảm cái phần thân trước. Phần thân trước thì cái phần đũng nó hẹp hơn các bạn nhé. Các bạn úp hai mặt phải vào nhau. Đây là cái phần đũng thân sau là nãy giờ tôi cắt bằng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ giảm cho hai cái đũng của thân trước này nó bằng nhau.
Đây các bạn giảm cái phần đũng này, mà cái phần cửa quần các bạn cũng giảm xuống. Như vậy ta đã cắt được hai thân. Cái quần này các bạn để cạp nhỏ một phân, và cái gấu thì các bạn máy cuộn lại nhé. Như vậy là tôi đã hướng dẫn các bạn cắt xong cái mẫu quần ống rộng.